Referral Program là chương trình khuyến khích người dùng mời bạn bè của họ tham gia vào Hashkey Exchange để nhận lại hoa hồng từ phí giao dịch. Đây sẽ là một kênh kiếm tiền thụ động, hiệu quả nếu như bạn tận dụng tốt các mối quan hệ của bạn trên thị trường crypto. Đặc biệt hơn, nếu như bạn là một KOL, KOC và có một network rộng lớn, thì có thể tham gia vào Referral Pro Program để nhận được nhiều phần thưởng và ưu đãi hơn từ SKHN.